Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Anh Hoàng Tuệ. Hôm nay tại sân bóng đá Qua Lưới với Đức, trường mầm non Đức diễn ra rất là nhiều trận đấu giữa các đội 26 đội trong thành phố Vinh và các vùng phụ cận đến đây để tham gia giải. Giải đấu này quy tụ rất là nhiều các cái cao thủ của bóng đá Qua Lưới thành phố Vinh cũng như là của tỉnh Nghệ An đến đây để thi đấu. Hiện tại ở trên màn hình của các bạn nhìn thấy là giữa hai câu lạc bộ bóng đá Qua Lưới anh em và câu lạc bộ bóng đá Qua Lưới Gia Đúc chủ nhà. Hiện tại trên sân thì vị trí chủ công bên Gia Đúc là Dương, cầu thủ chuyên hai là Thiết và cầu thủ phụ công là Hoàng. Trận đấu có tỷ số hiện tại bây giờ là 2-0. Tỷ số hiện tại bây giờ là 3-0. Bóng ngoài sân, bóng ngoài sân, điểm 5-0. Điểm cho đội Việt Úc 6-0. Điểm cho thủ anh em 1-6. Ban tổ chức thi thông báo sau trận đấu này mời đội tuyển Nghi Phú 1 và đội Lan Đỏ 2 để cho một ạ chuẩn bị thi đấu. Bóng ngoài sân, đội điểm điểm 2-6 cho đội anh em. Bóng không có thứ, đừng có đổ về đâu. Anh ơi. Anh ơi. Đừng quay. Ngồi sang bên tay đây, thiếu sang bên tay nhiều. Ngọc Hoàng đánh bóng không qua lưới, điểm cho đội anh em 3-7. Đá bóng không qua lưới, điểm số lên một cầu. Đánh giá 8-9. Cho đội Việt Úc đánh bóng đá ngoài, điểm cho đội đánh từ đầu anh em 4-7. Thank you.
bộ bóng tấm điểm cho đủ 8 4. Đánh bóng hai điểm cho cầu thủ Việt Úc 9-4, mỗi hai đều đổi sân. Người trước người ta đã. Cầu thủ Việt Úc chia tay đi. Mai Anh Hoàng về ra sân thay cho Phan Thiệt. Cho các đội Việt Úc 14. Quay được không ấy? À, vẫn quay được. Đấy, mất hình ảnh. Đấy, dặn. Nhìn cuốn này, bỏ bóng tốt. Điểm cho đủ. Anh em, 62. Được rồi, đã hay.
bỏ bóng. Bóng qua lưới, điểm cho đầu anh đánh em. Quá, 7, đánh quá, 13. Tâm lý. Đứa mà bị tán gái được. Bố hỏi cái là cóng mồm. Lên. Thằng hai thằng. Bỏ lại không qua lưới, điểm cho đầu anh em. 8, 13. Thương ngược đó nè. Rồi được đó nè. Đánh nó thụ ngược quá. Vịt bóng không qua lưới, điểm như cầu về tốt. 14, 8. Hai đôi đá đã thay. Anh ít vào này phóng quá. Thể hiện đó, có nhá. Ép cô. Chết chết rồi. Bắt rồi. Anh em với đôi tám à. Đánh bóng hồng ngoài sân, điểm cho cầu về tốt. 15, 8. Đánh hai sân điểm số không một, đánh giá 15 điểm số, bị bóng không có lưới, điểm cho đủ anh em. Đạt à? Chín mười lăm. Chắn đi cũng được. Đưa cái không? Ba cầu thủ mà đúng đi không đá ơi, vẫn không đá ơi. Đánh bóng không, điểm cho đủ anh em. 10-15. Được rồi. Bóng tốt, điểm cho đủ với đốc 16, 10. Sau đấy mà bơi cầu thủ đi cùng 1, 3 cầu thủ đang đỏ 2, người đồng. Quá chân, điểm cho đội đốc 17, 10, mời hai đội trưởng của hai câu lạc bộ lại kỳ ước bản. Mời câu lạc bộ anh em lại kỳ ước bản.